từ bữa đó tới nay là tôi không gặp được em thôi, nên tôi đâu có biết được cái câu chuyện như thế nào. Cho nên giờ tôi cũng đâu có biết cái chuyện là giờ nó đã đánh thì nó đã sai. Nhưng mà bây giờ cũng không biết nó như thế nào, cũng không liên lạc được, thì làm sao nói đúng mà sai. Nhưng bây giờ mấy anh đăng lên rất là nhiều là ảnh hưởng với gia đình, cuộc sống gia đình tôi thôi. Để yêu cầu bây giờ mấy anh muốn bây giờ ảnh anh cứ đăng hoài, để giống như vậy nó cứ lên hoài luôn á, là nó không ngưng được, làm sao nó dám ra. Tôi nói cho anh nghe nè, cái gì cũng có pháp luật hết á. Em tôi sai có pháp luật thì đã có ra có pháp luật, còn anh cứ tới lòng tiền gia đình tôi này nọ cứ cháy hoài thì cả lúc đó tôi kêu công an bắt giá chịu nha. Thì chị cứ vậy kêu. Bây giờ nè em nói chị nghe nha, em làm gì bút xúc của bọn em, còn chị muốn thưa kiện thì chị thích không, tôi chị cho em địa chỉ nhà tới nhà chị luôn nè, chị có dám không? Nè tôi nói cho anh nghe nè, đã tôi không muốn cuộc sống gia đình tôi đảo lộn, cho nên tôi chỉ nói nhẹ nhàng với anh thôi. Mấy anh đồng một em anh đã thấy đi, bây giờ người ta đã chấp nhận cả lên, em tôi đã la dám làm vậy rồi. Thì mấy anh cũng nghĩ là cũng nó có phải là dân vừa nó thẳng cho mình biết vậy đó. Vừa không, bây giờ em nói chị là vừa không vừa là kệ cho gia đình chị, nếu mà chị mà còn thách đố với bọn em sẽ làm tới cái chuyện này luôn. Em thậm chí em tìm tới nhà chị luôn. Sao mấy anh em chưa không vậy? Dạ đúng rồi chị. Có gì không chị? Tôi là người nhà của cái anh mà anh, mấy anh quay clip mấy bữa nay á. À có gì không chị? Thì đúng gia đình tôi bất xúc, mấy anh nay quay đăng lên nhiều quá đi. Vậy giờ với gia đình tôi hả, không có dám ra ngoài luôn á. À chị bức xúc chuyện gì? Chị bức xúc chuyện gì? Thì anh mấy anh quay lên nhiều vậy á, cái chuyện đó nhưng không biết như thế nào. Mấy anh quay đăng nói nhiều quá. Trên gia đình tôi hả, giờ ra ngoài không dám ra nữa. Nhưng mà em nói chị nghe. Em nói cho chị nghe nè. Em của chị á đã sai rồi, đã tác động với một vị sư là sai rồi, chị hiểu được cái điều đó không? Anh em muốn là gặp em của chị á là lên trên mạng xã hội này xin lỗi, hoặc là gặp mấy vị sư đó xin lỗi. Dạ nói cho anh nghe nè, sai là em của tôi sai chứ không phải gia đình tôi sai. Cho nên bây giờ á mấy anh có cần gì hãy gặp người gặp em tôi đúng không? Dạ. Chứ bây giờ mấy anh đòi lên nhà tôi này nọ thì tôi thấy là không được, tại vì nếu mà anh làm như vậy đảo lộn cuộc sống gia đình tôi hết. Hiện tại bây giờ đã là đảo lộn cuộc sống gia đình tôi rồi. Cho nên á tôi yêu cầu mấy anh là ví dụ người nào sai thì hãy gặp người đó. Nhưng mà hôm nay mấy ngày nay em tôi cũng không có nhà nữa, đi đâu tôi cũng liên lạc được luôn. Là em chị trốn hay là sao? Cái chuyện đó không biết, mà do nó thấy mấy anh đăng nhiều quá, nó trốn hay không thì không biết thật, nhưng mà không liên lạc được. Bây giờ cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hết trơn luôn á. Còn có sai hay không á, em tôi có sai, nếu sai nghiêm trọng thì tự chính quyền sẽ giải quyết, chứ bây giờ mấy anh cứ đưa lên như thế này hoài á, đảo lộn cuộc sống gia đình hết, không mà ngăn gì được luôn á. Ra ngoài cái mang khẩu trang luôn, anh biết không? Em ngắt lời chị, em nói vậy nè, bây giờ mà em chị lên cộng đồng mạng xin lỗi đi, rồi mấy em sẽ gỡ clip, thậm chí em gỡ clip luôn và em không nói nữa. Rồi bây giờ ổng cố tình ổng trốn bọn em á thì em sẽ làm hoài luôn, và em cũng không có làm ảnh hưởng gì gia đình chị, em chỉ tìm cái ông này thôi. Bây giờ á là gia đình không liên lạc được thì bây giờ làm sao để mà nói để ra để ấy được. Bây giờ mất tiêu không liên lạc được mà điện thoại luôn. Nhưng mà chị biết á, là em của chị á làm như vậy á là nó rất ảnh hưởng không? Thí dụ tại sao á em chị cũng đã lớn rồi, nhưng mà biết là cái ông hai ông này là giả hay gì đó, tại sao không bơi đi báo công an, mà tại là tác động nó bây giờ là nó đã đưa lên cộng đồng mạng rồi. Tụi tôi bây giờ là chỉ đi quay để truyền tải cho cô chú anh chị đang bức xúc là em của chị đồng ý là gia đình của chị không có liên quan. Tụi tôi cũng tới là cửa nhà thôi, chứ chưa vô nhà, tôi chưa vô gõ nhà của chị đúng không? Thì bây giờ là chừng nào là em chị mà sức đầu lộ diện á, hoặc là bị cơ quan chức năng á là người ta mời lên làm việc á, thì lúc đó tụi tôi mới ngưng được. Thì bây giờ nó nói với anh là không có người gia đình không liên lạc được, thì bây giờ cái chuyện đúng hay sai gì á thì cũng phải đợi gặp mới được. Chứ giờ hỏi với bạn cái chuyện mà đánh á, người đánh đã là sai rồi, nhưng bây giờ anh phải gặp trực tiếp nói người sai là người đánh chứ không phải là gia đình. Mấy anh cứ quay lên mạng như vậy đăng hoài thì người một câu thì người này sẽ bình luận vô kia, bình luận vô sẽ đảo lộn cuộc sống hết. Mà trong khi mấy anh chưa tìm gặp em tôi, mấy anh chưa nói được, chưa biết nó như thế nào hết, mà mấy anh đã dội đăng lên rồi thì dĩ nhiên thì đảo lộn cuộc sống gia đình tôi, thì tôi phải nói lên tiếng chứ. Bây giờ tôi không biết bây giờ tôi tìm gặp em chị, bây giờ chị không có đi mất thì giờ chị có trách nhiệm, chị phải kiếm em chị về chứ, bà con dòng họ chị, ví dụ ở quê ở đâu chị cũng phải biết chứ. Thì bây giờ liên lạc thì dưới quê thì nói là không có về, thì cũng đâu có biết, bạn bè em tôi rất là nhiều, đâu có biết là nó đi đâu đâu. Mà em hỏi thật là em hàng xóm em tìm hiểu rồi đó, là em chị là giống như là hàng xóm người ta không thích, là có hổ báo cáo trộm đó, rồi có chung là cũng giang hồ giang nắng như lắm.
cái chuyện á, hàng xóm nói là anh Tái sống đi, người thương thì ghẻ ghét, đâu có nói đâu có biết được trước như thế nào, người ta nói thích nói thì chuyện là chuyện của người ta. Nhưng bây giờ trước tiên mấy anh quay ra rất là nhiều, ảnh hưởng cuộc sống gia đình tôi rất là nhiều. Còn cái chuyện em tôi sai thì nó đã sai rồi, thì bây giờ nếu đã sai thì mấy anh hãy tìm tới đó để mà nói như thế nào đó. Còn nếu thật sự sai nghiêm trọng thì đó là có pháp luật. Chứ mà anh cứ đăng và kiếm như thế này hoài mà ảnh hưởng anh biết hả, không có làm ăn. Thì mà anh cũng đã biết mà, nhà tôi có mẹ già nữa. Thì bây giờ á, anh em tôi á, là làm truyền thông, cô chú cộng đồng mạng yêu cầu tôi á, là đi truy tìm cái anh này. Thì bây giờ tôi, nhiệm vụ của tôi là truy tìm chừng nào ra là tôi mới ngưng. Không mấy là giờ chị liên lạc, kiếm tìm cách liên lạc để cho anh này ra đi, để gặp mặt anh em tôi đi. Mấy ngày nay gia đình một cái liên lạc rất là nhiều rồi, để hỏi như thế nào. Chứ gì liên lạc không được, người thân không liên lạc được, bạn bè thì em tôi giao thiệp vọng giải, làm sao biết được có đi đâu. Bây giờ thậm chí nó nổi tôi nói, chưa chắc người ta đã chỉ nữa. Em nói chị nghe nè, anh em ở đây làm vì cái chuyện bức xúc. Em chị á là tác động hai vị sư ngay tại giữa chợ luôn. Rồi vì hai vị sư nó rất là lớn tuổi, rồi anh em ở đây cũng không có va chạm và cũng không có làm ảnh hưởng gì tới gọi là gì, gia đình của chị. Và anh em muốn đăng tải lên cho cộng đồng mạng biết và tìm em chị thôi để mà đưa ra cái sự thật và xin lỗi thì xong. Nếu mà em gặp em của chị hoặc là gia đình của chị mà gặp em chị ở đâu, hãy kêu ra để mà anh em để mà quay phim lên xin lỗi. Rồi anh em lúc đó anh em sẽ xóa clip và không làm gì ảnh hưởng tới cái cuộc sống của em của chị nữa. Thì đã mới nói bây giờ, thì bây giờ mấy anh đợi một thời gian nữa để coi như thế nào. Chứ bây giờ mấy anh cứ đăng như hoài, như vậy hoài, nó giống như là hả, nó cứ nhồi nhồi lên hoài. Thì giờ sao nó dám ra, thì bắt buộc nó phải trốn nữa rồi. Chứ là đâu có biết được ra như thế nào. Bây giờ anh biết đã lên tới mạng, nó rất là nhiều chuyện, nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Em chị á đủ bản lĩnh á để tác động hai ông sư ở ngoài chợ á, thì em chị á có đủ bản lĩnh để lên trên cộng đồng mạng nói chuyện, chứ đâu nói chuyện mà trốn. Ủa sao cái lúc đó tôi thấy cái clip nó hung hăng dữ lắm mà, nắm cổ người ta, quýnh người ta xong rồi á còn chưa vừa lòng hả dạ nữa, người ta đi còn tác động thêm ký đầu ông sư trẻ nữa. Cái lúc đó sao hung hăng dữ lắm mà giờ là lại trốn là trốn sao? Thì từ bữa đó tới nay là tôi không gặp được em tôi nên tôi đâu có biết được nó cái câu chuyện như thế nào. Cho nên giờ tôi cũng đâu có biết cái chuyện là giờ nó đã đánh thì nó đã sai. Nhưng mà bây giờ cũng không biết nó như thế nào, không liên lạc được thì làm sao nói đúng hay sai. Nhưng bây giờ mấy anh đăng lên rất là nhiều là ảnh hưởng với gia đình cuộc sống gia đình tôi thôi. Để yêu cầu bây giờ mấy anh muốn bây giờ anh cứ đăng hoài để giống như vậy, nó cứ lên hoài luôn á. Là nó không ngưng được thì làm sao nó dám ra. Thì bây giờ không tìm được em chị là tôi là đăng một ngày mấy clip vậy đó, tôi đi chi tìm. Chìm chừng nào được em chị là tôi mới ngưng. Nè, tôi nói cho anh nghe nè, cái gì cũng có pháp luật hết á. Em tôi sai có pháp luật thì là có ra có pháp luật, còn anh cứ tới làm phiền gia đình tôi này nọ cứ cháy hoài thì cả lúc đó tôi kêu công an bắt giá chịu nha. Thì chị cứ việc kêu. Bây giờ nè, em nói chị nghe nha, em làm gì bức xúc của bọn em, còn chị muốn thưa kiện thì chị thích không? Tôi chị cho em địa chỉ nhà, tới nhà chị luôn nè. Chị có dám không? Nè, tôi nói cho anh nghe nè, đã tôi không muốn cuộc sống gia đình tôi đảo lộn, cho nên tôi chỉ nói nhẹ nhàng với mấy anh thôi. Mấy anh đồ một khi mấy anh đã thấy đi, bây giờ người ta đã chấp nhận, đã lên em tôi đã la dám làm vậy rồi, thì mấy anh cũng nghĩ là cũng nó không phải là dân vừa, nó thẳng cho mình biết vậy đó. Vừa không, bây giờ em nói chị là vừa không vừa là kệ gia đình chị. Nếu mà chị mà còn thách đố với bọn em sẽ làm tới cái chuyện này luôn. Em thậm chí em tìm tới nhà chị luôn, tin không? Bây giờ cái chuyện thách hay không thách không phải chuyện nói thách hay không, nhưng tụi tôi nói anh mấy anh á, làm cái gì nó cũng phải thôi. Tại vì mấy anh đưa lên về đảo lộn xóm nhìn của tôi, nên tôi yêu cầu mấy anh chấm dứt. Còn nếu tới nhà tôi thì hả, làm phiền thì đừng có trách tôi là vậy thôi. Còn mấy anh còn mấy anh chuyện sao thì mấy anh tự quyết định. Bây giờ gia đình chị nó mạnh bằng cái cộng nguyên cộng đồng mạng không? Tôi kéo hết luôn nước Việt Nam tới nhà chị. Nè, tôi nói cho anh nghe nè, anh đừng có nói như vậy. Thì giờ mấy anh thích thì mới làm đi. Còn mấy anh đảm hả, nếu mà anh bây giờ anh ở ngoài anh làm gì tôi không cần biết, nhưng chỉ cần tới gia đình tôi thì nó sẽ có chuyện khác nha. Chị ơi, em bây giờ em nãy giờ em rất nói chuyện rất là lịch sự chị nha, nhưng mà chị đe hăm dọa bọn em như vậy là em thấy là chị là cũng giống như là không tốt rồi đó. Em nói thật, bao che với cho người em mình rồi đó. Lúc đầu em nghĩ nè, rằng chị nói chuyện đàng hoàng. Nè, tôi nói cho anh nghe nè, nếu mà tôi không tốt hồi nãy tôi đâu kêu bằng anh. Tôi đã nói chuyện rất là đàng hoàng, tôi yêu cầu mấy anh là không được đưa lên nữa đảo lộn cuộc sống gia đình của tụi tôi. Còn cái chuyện em tôi sai thì cái đó là chuyện của nó, mấy anh cần cứ đi kiếm nó. Đã tôi
tôi nói gia đình không liên lạc được, mà anh cứ làm như thế này hoài thì làm sao được. Chị ơi, mấy bữa nay á là tụi em đi tìm em của chị. Tụi em có đi ngang nhà chị nhưng mà tụi em không có ghé, không có, mới có kêu kêu thôi, chưa có vô nhà. Chừng nào tụi em vô nhà tụi em mới phạm tội nha. Khi nào em vô nhà chị là cái lúc đó là em mới xâm phạm gia cư bất hợp pháp, em mới đứng tới cửa thôi. Còn mà nếu mà bây giờ nếu mà chị tôi đứng dưới cửa chị mà chị ra chị vượt tôi là chị phạm tội rồi. Thì bây giờ mấy anh đăng lên, mấy anh cứ tới lui hoài thì hãy dòm sớm tao sẩm thì tao nói này nói nọ, mấy anh vô mấy anh hỏi. Thì bây giờ tôi hỏi mấy anh là người thương thì kẻ ghét, chứ đâu phải ai thương thì thương hết. Thì người ta nói cảnh vô gặp ngay người ghét gia đình tôi đi, người ta sẽ nói thì tôi thương theo nói cách khác. Đó là cái chuyện của... bây giờ á tôi chỉ yêu cầu thôi, như vậy thôi. Nếu mà gia đình chị tốt á, em chị tốt á thì không ai nói đâu, em nói thật chị á. Nè, em nói anh nghe nè ha. Cái chuyện tốt hay không á thì cũng không có tới mình phải quyết định hay gì hết á. Cho nên bây giờ á, nói cho anh nghe là bây giờ chỉ yêu cầu chị thôi. Còn anh cứ tới mà cứ tới làm tiền gia đình thì đừng có trách chị vậy thôi à. Hăm dọ luôn rồi. Bây giờ chị hăm dọ bọn em đúng không? Bây giờ tôi nói cho chị nghe là đường của nhà nước chứ không phải đường của chị. Tôi muốn đi đâu tôi đi. Khi nào bọn em mà đưa hình ảnh của chị, hình ảnh mà gia đình của chị mà lên á, hoặc là số nhà của chị lên á, thì chị thưa kiện em không sợ. Bây giờ chị em anh em đây nghĩ là đúng rồi, chị đúng là rồi. Một cái người giống như là tốt, không ngờ là cuối cùng cũng bao che và bao che người em của mình. Thì đã nói với anh á là cái chuyện tôi không biết như thế nào. Thì bây giờ làm sao tôi biết được có bao che hay không? Phải tôi được đứng ra chứng kiến sự việc thì nó khác rồi. Tôi chỉ yêu cầu mấy anh á là đừng có làm ảnh hưởng cuộc sống gia đình tôi thôi. Người nào sai thì tôi nói đấy. Thì anh kiếm được nó thì mấy anh nói chuyện với nó đi. Chị biết rằng chứ là không phải anh kiếm không được, mấy anh cứ vậy hoài sao tôi cũng đảo lòng sống chứ sao được. Chị biết rằng là hôm nay là báo chí đăng rất là nhiều về em chị chưa? Lên báo luôn rồi đó chị. Cái đó tôi theo dõi không biết, tôi chỉ theo dõi mấy tin của anh thôi à. Bây giờ tốt nhất là chị khuyên em chị là ra đó mặt đi, chứ trốn như vậy hoài không có tốt đâu. Rồi kêu chị làm sao liên hệ đến em chị và kêu giáp mặt đi. Ba mặt một lời. Thì bây giờ chỉ cần nếu thật sự tôi liên lạc được với em tôi sẽ nói với mấy anh nghe. Còn bây giờ hiện tại tôi chưa có liên lạc được. Tôi chỉ yêu cầu mấy anh là đừng ảnh hưởng tới dành tấm gia đình tôi đó thôi. Còn mấy anh cứ vậy hoài thì đừng có trách tôi, chỉ nói đơn giản là như vậy thôi ha. Tắt máy thì không nghe nè, tắt máy đi. Ok. Cái này là chị rồi. Giấu rồi, chị giấu em chị rồi. Okay. Chứ không phải là chị không biết em chị ở đâu đâu. Bây giờ nói chị một cái lần cuối ha. Tụi tôi cứ việc truyền tải khi nào em chị ra ngoài thôi, còn bây giờ tôi không nói chuyện với chị nữa. Còn chị thích cái gì á thì gặp mặt nói chuyện. Vậy thôi nha. Rồi anh. Nói coi cho anh chị. Ở đây là cái người chị phải không? Người chị phải không? Là gọi điện thoại tới mới đầu thì nói mấy anh em mình là đừng có làm nữa, đừng có quay, đừng đăng nữa, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng gia đình. Thì đúng rồi, tại vì ảnh hưởng gia đình, tại vì là cái người em này là quá lưu manh rồi. Ai kêu ra đi làm gì mà thấy là hồi nãy anh em mình hỏi không? Hỏi tới cái vấn đề đó là em chị có giang hồ này nọ giang nắng không? Nói là không. Mà hồi cố tình ấy là mấy anh làm vừa phải thôi, mấy anh làm tới là nó là dặn vừa. Chị tới luôn. Là sau cuối cùng ra lúc đầu nói chuyện rất là lịch sự. Rồi sau cuối cùng ra là đe dọa anh em mình. Nói chung là tác động những cái vấn đề mà thưa kiện. Nhưng mà thật sự ra anh em muốn đưa hình ảnh của cái người thanh niên này lên, chứ thật sự ra anh em mà khi mà tới nhà của người em đó nha, người em gái đó, người sở hữu mà chiếc xe gắn máy đó thì anh em đã giấu địa chỉ đó. Nếu mà mình đưa địa chỉ nhà hay là số nhà của người ta lên, mình đã vi phạm, người ta có quyền thưa kiện mình về vấn đề đó. Đúng rồi. Đằng này là anh em mình là không có để có một gọi là cái gì thông tin gì trên đó nhiều. Đúng rồi. Nói chung là giấu hết cái địa chỉ đó. Thật sự ngày hôm nay là người chị gái lại lên tiếng, không biết là sự việc có phải là chị gái hay không, hay là mạo danh hay sao, mình cũng nói chung là không biết. Đúng rồi. Thì người ta nói như vậy thì mình truyền tải là cho quý bà anh chị, đâu phải là cuộc sống của anh em, là biết rằng cuộc sống anh em là cái nghề YouTube, kiếm tiền từ cái YouTube, nhưng mà ở đây giống như là những anh em mình bỏ ra hàng ngày trời, 9-10 giờ tối một ngày đi ăn uống không có được cái gì đâu, rồi đi làm giúp cái việc này, rồi tất cả những cái người mà thành phần trong xã hội, mấy người không tốt á, mấy người mà không thích anh em mình á, rồi lại đi tìm anh em mình nữa, rồi gọi điện hăm he, nói chung là rất là nhiều anh em cũng bị áp lực lắm, mà trong khi anh em làm đâu được có gì đâu anh chị, đâu có ai kêu hoặc là đâu có ai mướn thuê gì đâu, tự cá nhân của anh em bộc phát lên đi làm kêu việc này. Mà đa số là tối hồi giờ em nhận rất là nhiều cuộc gọi mà người ta đã tấn công em, thậm chí mà kêu em á là cho cái số nhà của em
để mà cái người đó đến để xử em, thì em cũng đã cho, nhưng mà không biết là có tới hay không, nói chung là như thế nào, nói chung là cũng giấu. Cái nghề thật sự ra ngày hôm nay em nói cho quý bạn chị biết luôn, cái nghề YouTube là không phải là cái nghề chính của em. Em nói thật, cái nghề chính của em là nghề buổi tối chạy xe ôm như chị. Thôi anh em mình cũng nói nhiều quá. Em cũng nhận được rất nhiều gọi, nhưng mà bất ngờ anh em mình đang ngồi ở đây á, thì bật máy lên chuẩn bị mà anh em mình nói hơi đặng này chạy đi tìm tiếp. Bị sáng á thì mấy anh em cũng có đi tìm được hai vị sư, mà hai vị sư đó là đệ tử của hai vị sư bị tác động ở chợ á. Ừ. Là nói là hồi sớm là hai vị sư đó nói là hai sư đó là tu ở đâu ta? Ở trên Đồng Nai, tu trên Đồng Nai. Ừ. Thì hai mấy anh em đó là hai vị sư là đệ tử của hai vị sư hôm bữa bị đánh. Đúng rồi. Mấy anh em á là tính chút xíu nữa là đi chạy vòng đi vô nhà của anh đó luôn á, đi vô nhà chị luôn á. Nhớ không? Nhà em. Còn nhà bà chị em. Này là bà chị. Này bà chị hả? Bên này bà chị. À còn cái gửi xe là cái nhà người em. Đúng rồi. Đó, đi vô nhà người em của chị luôn á. Nhưng mà chị nói câu này phải không? Thì tụi tôi đứng ở ngoài, tôi không tới cửa nhà chị. Thì chị đâu có quyền gì đâu, chị nói tôi nếu mà chị ra chị tác động anh em tụi tôi á thì chị đã sai rồi. Khi nào anh em tụi tôi bước vô cửa vô nhà của chị á thì lúc đó tụi tôi sai. Còn bây giờ tôi không có vô thì chị không có quyền gì mà để mà kiếm cớ với tụi tôi á. Và anh em mình cũng không đưa hình ảnh và số nhà lên, nói chung là anh em mình không có gì. Hồi tối đó em mới vừa vô tới cái nhà đúng không, em quay phim không đúng không, anh quay em quay xong rồi em kêu cửa một tí nên anh đi ra, xong rồi sáng lại là nói là hôm qua anh mà vừa đi á, vừa đi xong rồi là cơ quan lại báo, có nghĩa là báo chính quyền, báo cho cơ quan đó. Nó cũng khổ lắm cô chú anh chị. Ừ. Anh em tụi em cũng muốn đi lại giáp mặt ra là cái người nhà, nhưng mà cái người nhà người ta vô tội, người ta không có biết trong cái sự việc này, thành ra mình làm gặp á nó sẽ bị vi phạm. Cho nên anh em cứ cô chú chị nói sao, ủa tụi bay cứ ngồi nói rồi tụi bay cứ chạy vòng đó. Bây giờ nếu mà cô chú chị nào muốn tới nhà đó kiếm thì cứ lại đi anh em chỉ nhà đi cho cô chú chị lại kiếm, rồi lúc đó là gia đình của người ta phản ứng thì cô chú chị chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chị anh em là chỉ thôi, anh em đi và nói thẳng là ở vấn đề luôn là anh em ở đây làm việc theo cái tâm từ cái bộc phát cá nhân của anh em ở đây để làm việc đó. Còn á mà anh em cũng không có quyền mà gặp cái người đó túm cổ hay là này nọ, anh em không có quyền hoàn toàn. Em là anh em ở đây là có quyền công dân riêng và quý bảo chị có quyền công dân, còn hành xử theo có cái cách của quý bảo anh chị thì rõ ràng lại không biết. Còn riêng với anh em của em á là khi mà được thấy cái người này thì anh em sẽ mời cơ quan lại làm việc và đưa cái tung cái bằng chứng bằng cái clip này đưa cho cơ quan sẽ xử lý cái gã đàn ông này. Đúng rồi anh. Ừ. Bởi vì bây giờ là cơ quan chức năng người ta cũng đã vào cuộc rồi, thì giờ bất cứ không phải là anh em YouTube, bất cứ cô bác dân nào thấy anh này cứ việc là theo dõi rồi báo cho cơ quan chức năng ở địa phương gần nhất thì người ta sẽ lại người ta giữ anh này. Bởi vì giờ anh em cũng không có cái quyền hạn gì để giữ cái này hết, cũng như là tác động anh này thì nhiều khi nóng bức xúc quá mình cũng nói vậy thôi, chứ mà giờ mình tác động này thì thành ra là mình sai nữa, mình sai nhiều hơn đó nữa. Thôi bây giờ cái clip mình anh em mình tới đây cũng kết thúc đi, để rồi giờ mình sẽ sưu tầm nhiều cái bằng chứng nữa để mà đưa cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, bye bye tất cả quý bà chị nha. Chào cô chú anh chị.